Chu Gia Huynh thừa nhận chồng Vu Hiểu Quang ngoại tình, tiểu tam còn là người quen. Những ngày qua, showbiz Trung Hàn xôn xao trước scandal tài tử Vu Hiểu Quang ngoại tình phản bội Chu Gia Huynh. Trước thông tin này, người hâm mộ vô cùng xót xa cho cuộc đời của nữ diễn viên. Dù phía công ty đại diện của Vu Hiểu Quang đã lên tiếng đính chính, nhưng netizen vẫn vô cùng bất bình. Mới đây, chính người trong cuộc là Chu Gia Huynh đã lên tiếng trên trang cá nhân. Đáng nói, nữ diễn viên đã thừa nhận rằng chồng thực sự có hành động đáng trách trong video, đồng thời cho biết cô gái trong video có quen biết với gia đình. Vợ chồng cô cũng hứa sẽ cẩn trọng hơn trong tương lai. Nguyên văn bài đăng của Chu Gia Huynh: Xin chào, tôi là Chu Gia Huynh. Tôi biết chắc rằng video của Hiểu Quang đã khiến nhiều người thất vọng. Tôi cũng thấy rằng hành vi của chồng tôi trong video là đáng trách, dù cho cô gái đó quen biết thân thiết với gia đình. Dù cho đó chỉ là hiểu lầm, nhưng anh ấy vẫn phải chịu trách nhiệm vì hành vi sai trái của bản thân. Tôi cũng đã nhắc nhở anh ấy rất nhiều về hành động đó. Sau vụ việc, Hiểu Quang đã suy ngẫm và ân hận rất nhiều. Cảm ơn các bạn, những người đã thông cảm và luôn nghĩ đến tôi. Tôi thật sự rất xúc động và cảm ơn tất cả các bạn. Nếu các bạn có thể bao dung tiếp tục, quan tâm yêu mến, tôi và Hiểu Quang sẽ cùng nhau cố gắng mang đến hình ảnh đôi vợ chồng trưởng thành hơn. Trong thời điểm khó khăn này, đáng lẽ chúng tôi phải mang đến những tin tức tốt đẹp hơn. Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Lời giải thích của Chu Gia Huynh không khỏi khiến công chúng bất ngờ vì không khác gì thừa nhận chuyện chồng có hành động quá đà với chính người quen của gia đình. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên họ Chu nói như vậy nhưng khẳng định chồng đích thị là đã ngoại tình và đang ân hận nhưng cô vẫn bênh vực ông xã. Trước đó, Vu Hiểu Quang bị cánh phóng viên ghi lại cảnh anh rời khỏi một quán bar rồi lên ô tô sau buổi vui chơi. Sau khi Vu Hiểu Quang vừa yên vị trên xe, một phụ nữ cũng vào xe và ngồi thẳng lên đùi nam diễn viên rồi mãi mê nghịch điện thoại, thái độ rất điềm nhiên. Đổi lại, Vu Hiểu Quang cũng thoải mái tiếp nhận, còn vòng tay ra trước ôm lấy cô, cười đùa với cô. Hành động của nam diễn viên khiến hình tượng người chồng quốc dân của anh sụp đổ hoàn toàn trong mắt công chúng. Sau sự việc, BH Entertainment, công ty quản lý của Vu Hiểu Quang, đã nói rằng đây là một sự cố không mong muốn. Đơn vị này khẳng định cô gái ngồi lên đùi nam diễn viên trong xe hơi là một người quen biết lâu năm, có quan hệ thân thiết nên mới có thái độ thân mật đến vậy. Phía tài tử thừa nhận thiếu cẩn trọng trong hành vi ứng xử và sẽ chú ý hơn đến hành vi của mình trong tương lai. Những chia sẻ của phía Vu Hiểu Quang không giúp anh lấy lại cảm tình của khán giả. Người hâm mộ của anh ở cả Hàn Quốc và Trung Quốc phản ứng dữ dội. Đa phần cho rằng anh nên xin lỗi vợ vì hành vi xuồng xả thái quá. Tại Trung Quốc, nhiều khán giả vào Weibo của Vu Hiểu Quang chửi bới, cho rằng tài tử nổi lên là nhờ vợ, vì thế hành vi này không thể chấp nhận. Khán giả Hàn Quốc cũng đưa ra những bình luận tàn nhẫn nhắm vào tài tử gốc Hoa và bày tỏ cảm thông với nàng dâu Chu Gia Huynh. Hiện tại, từ khóa thương cảm cho số phận của Chu Gia Huynh đang ở top hot search trên Weibo. Cư dân mạng cũng chia sẻ lại câu chuyện thương cảm về cuộc đời của Chu Gia Huynh. Ngay từ bé đã không nhận được sự yêu thương của gia đình, ngay cả mẹ ruột cũng nguyền rủa cô chết đi. Theo đó, Chu Gia Huynh từng chia sẻ rằng, ngay từ khi còn bé, cô đã phải chịu nhiều cay đắng, nuốt nước mắt mà sống mỗi ngày vì sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ. Cha mẹ Chu Gia Huynh đã ly hôn, bố cô hiện cũng đã có gia đình mới. Ngày bé, Chu Gia Huynh có một cô em gái, tuy nhiên em gái cô không may chết đuối. Điều này đã trở thành một phần khiến cuộc đời của Chu Gia Huynh như sống trong địa ngục. Sự ra đi đột ngột của em gái khiến mẹ của Chu Gia Huynh gặp cú sốc lớn, dẫn tới trầm uất. Mỗi khi Chu Gia Huynh làm sai điều gì, mẹ cô sẽ chỉ thẳng mặt và nói tại sao người chết không phải là mày. Không những bị mẹ ruột nguyền rủa, khi sống cùng ông bà nội, Chu Gia Huynh nhận lại sự ghẻ lạnh. Theo Chu Gia Huynh, bà nội cô vô cùng vô tâm và lạnh lùng. Ông bà nội của Chu Gia Huynh có 7 người con, cả 7 người con này của ông bà đều sinh được cháu trai, chỉ có mình bố Chu Gia Huynh là sinh con gái. Điều này khiến Chu Gia Huynh bị ông bà ghẻ lạnh. Sống cùng ông bà nhưng cô không được chu cấp tiền cho việc ăn học, nữ diễn viên phải tự đi làm, tự kiếm tiền lên đại học. Chu Gia Huynh cho biết, sau khi nổi tiếng và kiếm được tiền, cô chỉ đưa cho bố, rồi bố sẽ đưa lại cho ông bà. Cô hoàn toàn không có ý định gặp lại ông bà. Nữ diễn viên chia sẻ cô thấy có lỗi với mẹ nếu gặp lại ông bà. Thậm chí trong đám cưới của cô cùng ông xã Vu Hiểu Quang, Chu Gia Huynh chẳng những không mời người thân mà còn từ chối mời cả bố mẹ ruột tới tham dự. Cuộc sống của Chu Gia Huynh được cho là bước sang trang mới khi kết hôn với Vu Hiểu Quang. Cô được chồng yêu chiều hết mực, bố mẹ chồng cũng coi cô như con gái ruột, không cho cô động tay vào việc nhà. Khi sinh con, vì đã quá lớn tuổi, cô bị sản giật lại cũng suýt chết vì bệnh viêm phổi và phải ở trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU một thời gian dài. Tưởng rằng những hy sinh đau khổ mà Chu Gia Huynh chịu đựng trong quá khứ đã giúp cô đổi được một người chồng yêu thương mình thật lòng, thì Vu Hiểu Quang lại vướng scandal chấn động. Rất nhiều cư dân mạng không khỏi xót xa, cảm thán về cuộc đời truân chuyên đầy nước mắt của bom sét xứ Hàn.